Trước khi tập thi công, thực ra nói với chú là rất nhiều bệnh nên là chú cũng rất muốn trau chuốt vào cái tập thể dục, vì quá trình dùng thuốc tây y là nó người nó rất mệt mỏi. Vì như chú đã chia sẻ đấy, chú bị tai biến rồi, ca dạ dày, huyết áp cao, sau khi dùng rất nhiều thuốc tây thì chú dẫn đến bị suy thận lên đến độ 2, cuối của độ 2 dẫn đến độ 3, nên là chú cũng đi tập nhưng mà vì sức khỏe yếu chú chỉ đi bộ hoặc là chơi những môn thể thao nhẹ nhàng. Sau khi được bạn bè các bạn giới thiệu, lúc đầu thì chú cũng không tin tưởng cái môn này lắm. Trước khi đi tập thì chú có đi xét nghiệm ở viện 108, vì kết quả của chú là thế này: chú bị suy thận, chuẩn bị sang bước sang độ 3 và mỡ máu cao, men gan cao. Thì sau khi chú được anh em bạn bè giới thiệu và chú đi tập thì lúc đầu chú thấy rất thấy mệt mỏi khi tập, nhưng mà vì càng ngày tập thì nó có nhiều sự chuyển biến trong cơ thể, chú thấy con người khỏe ra, tinh thần thoải mái. Sau một tháng chú đi xét nghiệm thì chú thấy kết quả cái suy thận của tôi đã trở về độ 1, men gan thì là hạ xuống, mỡ máu giảm và tinh thần sức khỏe thì rất thoải mái. Về khi tập một tháng thì thấy cái tinh thần của mình phấn chấn, nên là có nhiều cái nó cảm thấy cho con người vui tươi lắm. Và sau khi tập một tháng thì tôi đi xét nghiệm lại, thì đấy, những kết quả thì nó xuống rất là tốt. Và tiếp tục tôi lại tập đến tháng thứ 2 thì tôi cũng được thầy anh Hải gia trì, và đến bây giờ thì tôi đã bỏ thuốc tây và kết quả của tôi thì ngày một nâng lên rất rõ rệt. Tôi rất mong là mọi người nên chú tâm vào cái bộ môn thi công mà đi học, sức khỏe nó cải thiện một cách rõ rệt.